chín rồi. Ủa cá bự. Ủa mọi người. Chín rồi mọi người. Hugo chín rồi. Ủa cá bự. Hugo mọi người ơi. Chín rồi. Ủa đã. Chào tất cả các bạn, bữa nay mình đi câu cá. Hiện giờ là 11 giờ trưa rồi mà mình chưa có câu được con cá nào hết. Mình câu từ lúc 6 giờ sáng tới giờ luôn nha các bạn. Mà cái chỗ câu của mình cá rất là nhiều. Đây là cái chỗ câu của mình đây. Cá rất là nhiều luôn các bạn. Bây giờ mình quay cho các bạn xem cái chỗ câu của mình nhé. Cái này là cái điểm hôm bữa mình chia sẻ với mọi người nè. Bữa mình đứng ở bên kia, mình quay cho mọi người coi. Mình đi lên đây mình thấy có cái đường nước trống nè. Giờ mình xuống đây mình quăng thử nha mọi người. Đớp rồi mọi người. Ôi lên cá lóc bự ghê mất luôn mọi người ơi. Ôi con này. Ôi con này bự lắm nha. Con này chắc 9 lạng ký gì luôn á. Mọi người thấy ớn chưa? Ôi ôi đã chưa? Rồi, mình bắt đầu mình cân cá nha mọi người. Móc lên coi. Bao nhiêu đây ta? Ôi 1,30 kg. Là con này 1,1 kg nha mọi người. Cá lóc bự ghê luôn. Đâu đớp cá bự lắm mọi người ơi. Dính không? Dính rồi mọi người ơi. Ui, khu gốn rồi. Khu gốn rồi mọi người ơi. Ui. Wow, mọi người ơi, ui cá lóc bự quá. Mọi người, con này hơn ký rồi mọi người. Nó bay ra nó làm cái ầm. Con hồi nãy mình giật sảy cũng có này á, 4-5 con táp mà mới dính được con mọi người. Táp rồi mọi người. Đang chạy dây chuyền. Dính đó mọi người. Ui. Cá khủng quá mọi người ơi. Ui con này hơn ký luôn á. Ui đã ghê mọi người. Ui nó nhào ra một cái nhìn thấy ghê luôn á. Nó tắp cái đùng.
nè mọi người. Ui con cá này cá ký á mọi người. Nó nhào ra mà cái nhìn thấy ghê luôn. Táp cái hết hồn luôn rồi. Ui đã chưa. Mình thấy con cá nó táp trong kinh ngay chỗ lùm trong nhút ngay chỗ này nè, ngay đầu ngón tay mình nè. Đó. Cá bự luôn nha mọi người, nó táp ghê lắm á. Rung rinh luôn, để mà kéo lần mình nhắc nó thử coi nó biết ăn không nha. Dính rồi, dính rồi mọi người. Cá tắt cứng rồi nha. Dính rồi. Dính cá rồi. Lội đã gỡ mọi người ơi. Dính cứng ngắt luôn. Con cá nè. Ui con này ký mấy luôn á. Ui con này chắc kỷ lục luôn mọi người, bự khủng khiếp luôn. Ủa nó tắp tụt tụt nãy giờ mà. Cá bự. Trời ơi. Hết hồn luôn. Ôi mọi người. Trời ơi. Ủa đã chưa. Trời ơi. Con này cá ký luôn. Ủa nó táp. Ôi. Ôi. Ôi ơi. Trời ơi cá nè. Hẳn hồi. Táp giật mình luôn mọi người. Mình mài chỗ này có buổi trời nó mới ăn nè. Này chắc cá ký á. Ôi cá đớp rồi mọi người. Đớp. Nến. Ui dính cá rồi. Dính cá rồi. Mày quên. Ủa vậy. Rồi dướng cái gì dưới luôn à. Ê lên lên lên. Rồi. Cá bị dướng lên luôn.
Con cá bự quá mọi người. Đứng câu nãy giờ nó mới ăn. Rồi dướng cỏ rồi. Nước sâu không biết đây. Ừ hên quá, có cái cầu. Cụm cá rì không lên luôn mọi người. Ui ui, chà phá luôn. Ui ui. Ui cá. Đã. Ê. Lên. Trời ơi. Nhữ tiếng giờ mới ăn nè. Ui đã ghê mọi người, cá bự ghê. Nè. Đấy. Ôi ôi. Ở đây không ăn. Không ăn thôi chứ ăn con nào nó bự bự không à. Đó. Con này cũng cả ký á. Đó, đã chưa? Ôi ôi. Cá. Quăng trên cỏ rớt xuống cái. Anh theo, mình thấy nhào nước theo. Giận giận sống. Trời ơi. Cá bự mọi người. Dính rồi. Ừ đã. Ôi ôi. Ôi đã quá mọi người ơi. Nó tấp hụt một cái nó. Mình hạ cần xuống á. Nó tấp trúng. Ôi cá bự. Cá bự lắm nha. Lên đây. Trời ơi. Cái đập bà úng này câu sướng. Ôi ôi. Ôi ôi. Mọi người xem cá nè. Ôi ôi. Đã. Ừ nó táp hết hồn luôn á. Ừ nó gần bằng chiếc dài mày luôn rồi. Con này ký mấy nha. Ôi ôi. Sóc nó lên ngay mắt luôn rồi. Sóc chỗ này khỏi chạy. Ủa, bự quá. Sướng rồi, sướng rồi. Ừ. Con này phải từ ký 2, ký 3 đấy, không nhỏ đâu. Nhỏ hơn chiếc dài mình xíu. Bằng chiếc dài mình là khoảng ký rưỡi. Trời ơi. À. Ui, đã quá. Con này phải từ ký ký 2 á. Đã chưa? Mình lấy mồi giả ra mình câu thử nha mọi người. Con mồi gì nè, mồi thề nè. Đấy, bữa mình cũng có đánh thử con mồi này rồi, cũng dính cá đó. Rồi cá đớp một bữa. Từ gối. Từ gối. Cá bự. Rồi. Rồi. Thank you.
Ui, đã quá mọi người. Đấy. Ui, ui, cá lóc nè. Ui, ui, cá lóc nè. Ui, con này tí, tí hơn mọi người. Ui, đã quá. Ui, cái mùi giả nó ăn rồi. Nè. Con này chắc ký hơn á, khoảng ký mốt á. Ui hùng ghê. Ôi đớp à. Lên. Ui bự chứ vậy. Ui rồi rồi chập quá luôn mọi người. Ôi ơi không ngờ luôn á nè. Ôi Hugo rồi. Ôi con này cả ký lô á, sao nhìn thấy ghê quá ta. Ôi không ngờ luôn á, con cá nó bị gì nó sần sần nè. Con Lupi này phải 4-5 lạng á. Mình cắn đứt ngọt luôn, ớn chưa. Nãy giờ mình nghe có con cá bự lắm, nó táp ngay chỗ này nè. Bự cái ghê lắm mọi người, chắc còn mấy ký á. Mình lấy cái lưỡi này ra mình câu nha. Cá lớn vậy chỉ có cá bông thôi. Lưỡi có gắn cái cọng thép nè. Cá bông nó ăn táp nó không có đứt. Lì không có cắn, không có đứt dây. Mình đứng bên đó mình nghe nó táp ngay hướng này mà không thấy nó táp chỗ nào. Cứ quăng đại thôi. Cái nào trống mà quăng. Hên xui nha mọi người. Từ ngư. Dính rồi mọi người. Dính rồi. Cá bự lắm. Không được rồi. Đó, cái con lại nó táp nè. Dính rồi. Giờ sao ta? Hugo rồi mọi người ơi. Cá bự lắm. Đã quá. Ui. Nói mà nãy mình thấy nghe nó táp mà. Vô rồi. Ui. Xả nhẹ xíu. Lên rồi, lên rồi. Ui ui, có lóc bông khủng. Nói mà. Ui. Ui. Hugo bông. Ui. Ui. Nè. Người thấy gì chưa? Ui. 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 Ui cá nè. Ui. Ui đã. Đây. Ui. Đó. Hồi nãy mình nghe nó táp mà. Nó táp đùng đùng ở đây nha. Cái chân của mình là nhỏ hơn nó luôn nè. Đó. Ui. Hugo. Con này không dưới 3 kg à.
Ôi ôi, đã chưa? Người coi cái họng đó nè. Ghê chưa? Răng nó bén ghê chưa mọi người? Răng nó nè, ớn không? Cái này nhờ mình câu cái lưỡi này, chứ gặp cái lưỡi nhỏ hồi nãy mình câu là tiêu rồi. Nuốt vô một cái là đứt nhợ chắc luôn. Ui, nó bự nè. Hồi nãy mình nghe nó táp mà. Táp đùng đùng ở đây hai cái rồi. Để nó không câu được. Lên luôn. Ê, đớp rồi. Lên luôn rồi mọi người. Cá bự ghê nè. Mới quăng có một đường đầu tiên à. Đúng rồi, nay lâu lâu cái dọn cái đường ra để lâu cái cá lớn nó vô nè. Ôi ôi. Cá bự thì thôi luôn á. À. Con được. Đây rớt luôn rồi. À. Con này gần cái ký á. Ồ, mập uống luôn cả nhà. Con này chắc chuẩn bị đẻ rồi. À, bụng bự rồi ha. Ôi lớn. Cầm cái đó. Mới có quăng một đường đầu tiên rồi. Mình quăng con mồi cho nó đợi cho nó chìm xuống tới dưới đáy thì rồi mình kéo chậm thôi. Kéo sát đáy là vậy. Mình kéo cho con mồi nó chìm sát dưới đáy. Kéo đi một nổi lên một luồng tim. Ủa, cá bự. Ủa, mọi người. Ủa, không lên luôn rồi. Ôi cá bự. Ôi trời má luôn mọi người ơi. Ui, con này kỷ lục của mình luôn á. Nè mọi người. Ui cá nè. Ui, trong cái ao gì mà con cá bự ghê nè. Ui con này. Ui, không có cái cân này chứ. Bự lục còn rất dài à. Nào giờ chưa thế nào câu được con cá bự vô luôn á. Không ngờ. Ui, kéo sát đáy nó ăn mọi người. Bự ghê chưa. Cái này phải nói Hugo tạo đó. Mới con đầu tiên. Dính rồi mọi người. Dột rồi. Ê còn. Còn. Tưởng nó dột rồi chứ. Hình quá. Đó, đầu ơi bự nè. Ui ui. Trời bá lửa luôn mọi người. Đó. Ôi ui. Nè. Trời ơi. Cái ao nhỏ xíu mà cá dữ chưa. Đó. Tưởng nó dột rồi chứ. Nên nó quấn cày chứ. Ôi dính đó rồi, trời ơi. Ui 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 ui. Ui cá bự quá mọi người ơi. Cá nó mới rượt vô được cái con nè.
Hugo. Con này muốn Hugo nè mọi người. Hơn ký á. Trúng ổ cá lóc rồi. Con này hơn ký rồi mọi người. Đây con cá nè. Đây 1 ký 1 ký 2 ký 3 nha mọi người. Cá này 1 ký 2, Trường Lạng còn 1 ký 2. Hugo. Còn cá đớp mọi người. Hugo, nhìn ơi. Ồ, cá bự. Hugo rồi mọi người ơi. Hugo. Hugo, nhìn ơi. Ồ, cá bự. Hugo rồi mọi người ơi. Hugo. Đã quá. Hugo, Hugo. Hugo. Hugo rồi. Dúng lục bình rồi. Hai cá này. Cái này phải nội ra lấy mọi người. Ôi lên nè, lên nè. Lên nè. Ui. Cái chìm chìm làm cái bực cái nhẹ. Ui ui. Mọi người thấy gì chưa? Ui, con này mới Hugo nè. Ui ui. Ui. Đã. Ui, đã ghê mọi người ơi. Hugo rồi. Ui, nãy quay không được cái con nhỏ. Giờ quay được con bự đã quá. Cuối cùng hôm nay cũng có Hugo rồi. Đấy. Ui, 1 ký 325. Từ 125 gram cái kẹp cá nữa là 1 ký 2 mọi người. Ui này Hugo luôn rồi. Đúng 1 ký 2 luôn đã. Rồi, cá đó mọi người. Lên. Ui, cá bự chưa. Ui. Ui, xà phá luôn. Ui ui, Hugo mà mọi người. Ui ui. Nè. Ui. Kéo vô cuối luôn cái nó ăn nè. Ui. Cầu bên kia hôm đó có về đây. Có cá hay chưa, đã chưa. Ui, xà phá luôn. Con này. Con này chắc hơn 1 ký mọi người. Bự ghê luôn á. Đã chưa.